chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh bác tô và hiện tại thì mình đã cài đến lên level 424 rồi à, cái quá trình cày thì mình cũng chẳng có quay lại bởi vì nó cũng còn quan trọng nữa game này ra lâu rồi cho nên là mọi người chắc cũng biết cách cày rồi đúng không à, mình sẽ nói sơ sơ về hiện tại cách cày ha mình cài đến level 100 ở đảo bất ghi đúng không thì mình sẽ đánh con boss bất ghi đến level 200 sau khi mà đạt level 200 thì mình qua đảo hải quân mình nhận nhiệm vụ đánh những con quái hải quân bởi vì lúc này thì cái kinh nghiệm giữa mình làm nhiệm vụ boss và cái nhiệm vụ quái nó đã có một sự chênh lệch rồi boss bên đó là 17.000 kinh nghiệm bên đây đến 38.000 cho nên là buộc phải qua đây thôi đó, chứ không là nếu mà bot nó không có chênh lệch nhiều á thì mình sẽ cứ ở làm nhiệm vụ bot bởi vậy nên là ở phía xa xa kia nó có một cái đảo ở đây này hình như ở đây nó có một cái đảo level 150 Tuy nhiên là mình không qua đó Mà mình cài đến 200 rồi mình qua đây luôn Sau khi cài từ 200 đến 300 Thì 300 thì mình sẽ vào trong đây Mình nhận cái nhiệm vụ này mình đánh boss Cái nhiệm vụ này thì mình nhận được đến 50.000 kinh nghiệm đó, đánh con boss này mình nhận được đến 50.000 kinh nghiệm các bạn thấy chưa Cho nên là cứ làm ở đây cho đến level 500 Sau đó thì mình sẽ qua cái đảo của Sanji, đảo cái nhà cái nhà, cái nhà hàng á thì cái level ở bên bển thực tế thì 400 thì bạn đã qua bạn nhận nhiệm vụ đánh quái được rồi tuy nhiên là nhiệm vụ đánh quái bển nó chỉ 55.000 kinh nghiệm thôi cho nên là đánh năm con quái nó lâu hơn bạn đến một con boss cho nên cứ làm đến level 500 sau đó thì bạn đổi qua bạn đánh boss bên đảo nhà hàng đó thì cứ như vậy bạn cài tiếp thôi game này cài khá là dễ đúng không rồi thì dòng do và cách cài đã khá là lâu rồi mục tiêu chính của mình ngày hôm nay là mình random trái quỷ với số tiền mình có là 1 triệu 500 bili mình sẽ quay về mình uh, random trái quỷ ha các bạn à sẵn đây mình giới thiệu luôn các bạn game này á thì mình thấy nó ở đảo Tân Thủ hay các, các đảo nó không có một cái bản hướng dẫn các bạn hướng dẫn là level đảo nào bao nhiêu bao nhiêu để biết mình di chuyển mà từ xa thì mình nhìn cũng khó có một cái độ nhận diện về đảo Cho nên là cái việc mà mình đi mò, mình đi tìm cái đảo nó rất là lâu nếu mình di chuyển bằng những thuyền bình thường Cho nên là mình đã phải bỏ ra 200, ồ gì, rưỡi robot để mình mua cái thuyền này Trời ơi, nó rất, rất là tốn kém luôn các bạn Rồi trong quá trình cài hôm qua mình mua ít hai kinh nghiệm đúng không? Thì uh, hôm nay thì mình cảm thấy là mình cần nhiều tiền cái là mình mua luôn x2 Billy Trên thực tế thì uh, nếu mà đúng thì mình nên mua x2 Billy ở cái giai đoạn sau Không cần phải mua giai đoạn trước đâu Tại vì nhiệm vụ ở đây thì tiền nó trả bao nhiêu, x2 lên trả bao nhiêu Thế nhưng mà mình thích mình mua x2 Billy để về mình uh, có nhiều Billy mình random trái quỷ các bạn à thì Thích thì mua thôi chứ chả ai mà ngăn cản gì hết không Được rồi bây giờ mình sẽ về cái đảo Tân Bà Thủ để mình random trái quỷ để coi là mình với số tiền này mình random được bao nhiêu hình như là cái túi này thì mình chỉ đựng được có một slot trái quỷ ồ không trên không không đựng được Ủa, vậy là cái cái slot này là mình mua bao nhiêu robot đây à, một cái slot trời ơi 150 robot game gì đâu mà ác đạn vậy trời một cái slot đầu tiên đừng nói không cho con nhà người ta luôn đi rồi thôi, thôi, thì mình sẽ vào trong đây mình random để coi mình được random tốn được bao nhiêu ha Ở đây mình có thể random bằng cái LB nhưng hiện tại mình chả có một cái LB nào cả LB nếu mà muốn có thì bạn có thể mua Đây 50 robot được 5 LB, 1000 robot được 50 LB Thôi thì cái này để sau này mình Mình cài các bạn hình như mình treo du biển mình đánh được cũng giống như cái Ui random thì nhanh như vậy và trái ác quỷ đầu tiên này là trái Paris Saint Germain thì đây là một cái ác quỷ của một cái đội bóng đá ở bên Pháp các bạn. Nên mình sẽ tiếp tục mình random ha để coi mình được cái gì trái tiếp theo trái màu cái này mình cũng chẳng biết trái gì các bạn Thật sự thì nó không có để tên cho nên là mình thì mình không biết game này thì nó có hình dạng trái quỷ luôn chứ nó không có cái 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 kiểu mà cái 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 kiểu mà trái quỷ màu này màu kia giống như bên laser beat mình chơi cho nên mình không biết là trái nào xịn trái nào ngon hết các bạn đấy lại tiếp tục là trái màu vàng này màu vàng màu đen đen này À được cái thì mình phải bít úp mình mới nhặt lại được trái quỷ chứ bạn đạp lên thì cũng không sao nó cứ đẩy đi à, Nhìn sơ sơ thì trái quỷ này hình dạng nó cũng khá là đẹp đấy chứ các bạn Đây mình sẽ random tiếp để coi mình random ra được bao nhiêu trái, trái gì nha Đó, Mình hết tiền rồi Thì ở đây mình có random ra được một trái màu trắng Mình phải ăn từng loại thì mình biết được trái nào là trái nào à, Mình nghĩ trái màu trắng này chắc là sẽ là một cái trái ui, ui. Tôi nghĩ trái màu đỏ này mới là trái xịn sò Tôi tin chắc đây là trái xịn sò, nhìn trái này là biết là trái mắc ma đúng không? Còn trái màu này là có thể là trái chấn động Đó Thì uh, trái này mình sẽ ăn những cái mà nhìn có vẻ nó cùi cùi trước các bạn Để coi nó là trái gì nha Thì uh, sau này mình biết hình dạng trái quỷ rồi thì nó Thôi mình ăn trước đi Sau này Ôi oh, <laughs> Thôi <laughs> <laughs> Đi xa quá luôn rồi các bạn uh, Trái này trái Trời ơi Cái trái này quá ra trái Sasuke Thôi mình sẽ bay về Mình chạy về May là mình có thiền Game Pass đó các bạn Mình sẽ chạy về kia mình ăn tiếp này thì lại giống King legacy rồi các bạn mình ăn trái quỷ thì mình phải hồi sinh lại phải 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 chết đấy rồi thêm là ở đây có một cái giống King legacy nữa các bạn biết gì không à, về cái khoảng mà nhiệm vụ hay là cái 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 thuyền à mà thôi nhiều game one bi khác cũng có anh nói gì tại mình chưa chơi nhiều game one bi khác nên mình chưa có cái trải nghiệm chỉ là lóc rút thì nó có một cái sự khác biệt thôi cho nên là khi mà mình trải nghiệm với em khác nhiều khi những cái game nó có cái sự giống nhau Thôi để lần sau này mình sẽ chơi nhiều game One Piece lên mình sẽ mới phán được bây giờ không nên làm thánh phán nha các bạn. Ủa. À đúng rồi. Tôi tính nói là tôi đi lộn đảo. Rồi, bây giờ sẽ quay lại uh, ăn uh, thêm trái quỷ khác ha, để coi coi. Uhm, sẽ xét hồi sinh lại ở đây để không thì lại chạy về cái đảo kia xa lắm. Nhưng mà xa vậy video mới dài được các bạn. <laughs> nói giỡn thôi chứ ai muốn vậy đâu. Đây mình sẽ ăn thử cái trái bari này nha. Để coi mình cho nó là trái Paris nhưng mà thực tế mình cũng chả biết đây là trái gì. À, sau khi ăn xong thì mình mới biết được đây là trái gì nha các bạn. Trái Yomi. Trái này là trái Linh Bà Hồn của bà rút xương khô rồi. Đúng không? Nên là thôi thì mình sẽ để sau. Tiếp theo là cái trái màu trắng. Mình cho đây là trái chấn động nhưng mà mình phải ăn vào rồi mình mới biết. ha Nhưng mà mình vẫn muốn một trái mắc ma hơn các bạn. Nên ghi chắc là mắc ma rồi nhìn màu không lột đi đâu được. Uh, Phu qua à hơi hiểu rồi. Trái qua uh, này nó còn cùi hơn nữa. Nó thua trái Sasuke. Đây nè. Ủa? Ủa. À trái màu xanh này hình như nãy mình chưa ăn đúng không? Mình nhớ là trái màu xanh này mình chưa ăn nè. Ăn lại rồi. Cái này uh... mà hình như nãy ăn rồi. Uh, trái này trái Yomi đúng không ta? Đó đúng rồi. Thôi thì uh, uh... rồi cuối cùng thì mình vẫn mình có được một trái xịn con bà sò đó là cái trái mắt ma này chắc chắn luôn thì bây giờ mình đã sở hữu trái mắt ma rồi mình sẽ qua kia mình test chiêu của mắt ma nha các bạn phải hôn đó ủa sao không có chiêu gì hết vậy trái quỷ sao không có chiêu ủa vậy là mình phải reset lại coi chứ nghĩ sao trái quỷ không có chiêu là sao ta rồi nó không có hiện tên trái gì hết vậy chả lẽ là đây là lửa miễn phí cho nên là mình không có gì hết không lẽ đồ chùa đồ miễn phí là không có gì? Trời ơi, rồi chiêu giờ mình học đâu trời? À sao ta? Cái này thì mình nghĩ là mình cần mấy bạn hướng dẫn thêm cho mình thì thực sự thì mình vẫn chưa hiểu hay gì nó có một cái chiêu gì đó đó thì mình phải mình 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 lấy ra đúng không? Nó mình mới cộng điểm vào, thí dụ như mình cộng điểm star ở đây thì mình sẽ có Còn này thì nó À à à không. Có chiêu, có một chiêu. À thôi mình mình nghĩ là mình thoát game ra mình vào lại Nó chỉ là bị lỗi hình ảnh thôi Hết hồn Sau khi mà mình thoát game ra mình vào lại Thì trái quỷ này nó vẫn không có hiện ra chiêu thức Có lẽ là đây là một cái lỗi rồi Thôi thì chắc chắn là nó sẽ có vài chiêu thức đó Nên là mình sẽ cộng vào cái điểm trái quỷ Để mình mình mình, mình coi chiêu của nó ha thì hiện tại mình đã reset hết điểm rồi. Mình sẽ cộng vô 1269 điểm. Thì game này thì không có Energy hay là Tamina. Cho nên là mình cứ cộng hết vào cái điểm Dam mình chơi thôi. Kể cả máu mình còn không cộng mà đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ test chiêu. Chiêu đầu tiên là chiêu Z. Chiêu Z thì gây ngàn đam Dam. À, so với Yoru thì Dam nó to thật. Đó tiếp theo là Ôi sao tự nhiên bây giờ mình cảm giác nó giống như laser beat mình mua cái Yoru này hơi bị hố các bạn nhưng mà không sao tại game này ban đầu phải khởi đầu bằng kiếm thôi laser beat thì cỡ cỡ không cần kiếm cũng được tiếp theo là chiêu ít mà ngay nó tới một 000 đam một 000 đam chiêu c ủa Trái quỷ gì có hai chiêu vậy Rồi bây giờ tôi phải chào qua cái đảo bên kia để tôi coi coi là thực sự nó có ngon hơn cái Yoru hay không à, Thôi thì bây giờ mình đang cảm giác là mình gỡ gạt lại được một phần nào rồi các bạn mình cảm giác là cái Yoru mình thì nó vẫn còn tốt chán chứ chưa uh, chưa chưa chứ chưa 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 trái quỷ là thấy là hơi bị cùi rồi nha Chắc có lẽ là những trái quỷ này trái quỷ cùi thôi mình thì muốn ngon hơn thì mình phải sử dụng nét quyển ngon hơn hợp lý không tôi nói vậy hợp lý <laughs> à, thì à, dù gì thì mình cũng cảm thấy là đồ game bát thì nó vẫn xịn chẳng hạn như cây Yoru này và cái thuyền trái chuối à, thuyền chuối lửa này thì mình mua ba trăm rưỡi robot mà. nó chạy vẫn nhanh hơn so với những cái thuyền thường đó không xét sự khác, sự khác biệt khi mà nó có lửa và một trái chuối mà có lửa thì nó cũng xịn sò hơn là 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 là, là, là thuyền, thuyền chuối đồ không có lửa ha rồi bây giờ mình sẽ đến đi đến đây mình đánh con boss thì có lẽ là mình sẽ chọn hồi sinh đây luôn chứ mình không còn đủ tiền để mình đánh nữa ha không còn đủ tiền đâu à, không biết là chiêu trái quỷ hồi nhanh không để coi ủa ê ê ê hình như đây trái bơm 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 chứ không phải là 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 trái mắt ma rồi Ôi trời ơi bỏ ra quá trời tiền mà random được cái thế này Vậy là tôi hiểu là cái tự game này nó muốn mình phải làm gì rồi các bạn ơi Chắc chắn một điều là Đâu? Cái này Đó chắc chắn là trong tương lai mình phải sử dụng đến cái này thôi Cảm giác là game này thì thiệt nhiều cái tôi không review đấy là tôi không có sale tiêu đề chẳng hạn tôi không nói là tôi mua cái thuyền uh, 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 chuối lửa này 300 robot tôi không có làm clip sale tiêu đề vậy tôi không review hay là tôi không có review là tôi mua cái x hay kinh nghiệm tôi cũng chả review là tôi mua cái x 2 belly tôi chỉ nói thôi chứ tôi không có đăng trên, lên clip tôi không có soạn một cái tiêu đề gì liên quan đến robot đúng không Ừm, uhm, thiệt chứ rồi bây giờ là hôm bây giờ là mình phải bỏ thêm cái game bass x hay nữa rồi đấy mình sẽ thử cái quỷ bơm bơm à, bơm bơm là ôi 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 không sao bơm bơm mạnh các bạn đánh hai chiêu đánh hai chiêu nhưng cái yoru đánh có 1 chiêu đánh 1 chiêu là xong boss uh, thì cũng được nhưng mà mình nghĩ là nếu mà đánh bằng trái bơm bơm cái này boss đánh chiêu cái mình chết uh, rồi, rồi, ai chịu trách nhiệm nữa không Yoru nó vẫn ngon hơn cái Yoru thì một chiêu ít thôi vô oh, uh, 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 uh. uh. Chạy 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 Tôi nghĩ là tôi phải reset về cái Yoru rồi Yoru thì chỉ cần là tôi gồng chiêu ít là con boss nó chết thôi Còn này phải đánh hai chiêu Lúc nãy là mình thấy có một trái quỷ nào có ba chiêu Trái vô mi mình chê Nhưng mình ăn trái bơm bơm Mình đang đầu làm tưởng là trái mất ma Tôi bị lừa rồi các bạn Tôi đã bị lừa rồi Ai... Bây giờ đánh hai chiêu là boss sẽ đánh chết mình Ai... Thấy chưa Nhanh thì nhanh đấy Nhưng mà mất máu là không được phải là một phát là chết luôn tôi đâu có cộng máu đâu nên là cảm giác này vô ru thì cứ lại gồng là vẫn xịn cho nên là ồi thôi thì 1000 một 1000 robot nó vẫn xịn hơn là cái mà mình quay chùa ban đầu nhìn cái cục lửa này cứ tưởng là lửa chùa à, thì nói chung là trái quỷ này trái quỷ cũng thuộc dạng lửa chùa đúng không cho nên là nó cũng chẳng có nặng bằng cái thanh kiếm vô của mình đâu ha Được rồi thì trong video này tưởng đâu là mình có được trái mắt ma mình review trái mắt ma cho các bạn xem ai ngờ thì ra trái quỷ này lạ lắm nó không có chiêu luôn <laughs> Nó không có chiêu luôn Rồi thôi thì à, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây ha Và các bạn cảm thấy sao về video này Hãy để lại bình luận bên dưới Và mỗi kinh nông cấp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai Xin cảm ơn, gặp lại, bye bye anh em nha